Xin chào các bạn. Mình đang có mặt ở gian hàng Gigabyte của triển lãm Computex 2012. Thì đây là chiếc Ultrabook 11.6 inch nhẹ nhất thế giới mà Gigabyte vừa mới giới thiệu. Thì nó là chiếc Gigabyte X11. Điều đặc biệt của chiếc laptop Ultrabook này đó là toàn bộ cái phần thân của nó đều được làm bằng chất liệu là carbon. Và theo Gigabyte thì cái chất liệu này nó giúp cho nó bền hơn gấp 6 lần so với những cái laptop thông thường. Và cảm giác cầm trên tay của mình thật sự nó rất nhẹ. Cái chất liệu carbon này cũng được dùng để trong sản xuất những cái chiếc xe siêu xe. Đây là màn hình 11.6 inch. Toàn bộ máy được làm bằng đen. Những cái phím này là bằng đen. Bàn rê cũng bằng đen. Rất là đẹp. Đây là những cái họa tiết hình carbon của nó. Máy nhìn khá là bóng loáng. Bên trên nó có một cái lớp phủ, một cái lớp giống như là keo. Phía trước màn hình chúng ta có một cái camera. Cạnh dưới này thì độ mỏng của nó chỉ có 3mm. Tuy mỏng như vậy nhưng mà nó vẫn được trang bị một cái cổng USB 3.0. Một cái cổng như là Thunderbolt. Đây là cổng nguồn. Bên đây là cổng USB 2.0, cổng headphone và đây là đọc nhớ microSD. Xin lỗi các bạn, bên đây là cổng mini display board chứ không phải là Thunderbolt. Xin cảm ơn các bạn.